Phàm Nhân Ta Vô Địch Trong Thế Giới Tu Tiên tập 95. Cũng không thể là do cái tình phí vào kia làm được. Hạnh tâm đại độ nằm dưới phòng mô tả nhé. Nên đến thì cuối cùng vẫn đến. Thiên Kiếm Môn lão tổ Diệp Thiền Thắng là vô đế. Lão tổ đời thứ nhất tiền truyện từng nói Thiên Kiếm Môn vạn năm nữa sẽ gặp phải nguy cơ diệt môn, mà muốn phá giải chỉ có thể phá vỡ được bàn cờ này. Thế nhưng mà vạn năm đã trôi qua, vô số trận truyền thừa cũng không một ai có thể phá vỡ được cái bàn cờ này, cỡ cả chính ta. Bởi vì bất luận có nghiên cứu như thế nào thì đây chính là một bàn cờ thua. Chứ dù là thần tiên tới cũng không có khả năng nào đảo ngược được. Ý sắp tới rồi, cái tứ đã phá đi trận pháp Thiên Kiếm Môn, giống lôi thần bí. À dạ, có chiến không? À ta có đâm đối không? Vì đàm phán hay là đối diện với cái thứ tồn tại có thể nghe hiểu tiếng người sâu. Rồi sánh đằng mèn cứ như thú ấy. Là tù vong, yêu vực, yêu thú biến gì, hay là do nguyên nhân nào đó mà dẫn đến trận pháp sinh ra lĩnh vực. Rồi tới rồi, tới rồi. Ây da, rốt cuộc thì cũng ra được rồi. Ai... Ôi, cái đậu sinh, à gì trời. Ây da, cái chỗ Thiên Kiếm Môn này thật sự là quỷ phú thần công đó nhà. Mấy cái phần gì đó lại không biết xả hết bao nhiêu thêm nữa. Ai, cái gì? Một người trẻ tuổi, với lại cũng không thấy rõ nồng sầu cạn tới nào. Người trẻ tuổi này, hay là nói hắn đã mạnh đến mức mà không phải là thứ mà ta có thể khả năng quan sát được. À lão bá, ui, hắn muốn làm gì? Hắn muốn đồng thủ với ta rồi. Lão bá à, ông bị trung gió sao? Cứ xoay chuyển trước mặt ta vậy. Ui, lão bá à, ông vẫn nên ngồi xuống đi. Ôi, cái tình huống gì vậy trời? Người này xuyên qua trận pháp tới được đây, chẳng lẽ không phải là đến để diệt phòng tiếng cuối cùng của Thiên Kiếm Môn ta sao? Ê trời à, vị này đến là muốn làm cái gì đây? Hắn phá mất tù linh trận của Thiên Kiếm Môn, kể cả tù long vực, rõ ràng điện để diệt Thiên Kiếm Môn ta. Những lúc này hắn hành động thực sự là quá khác thường. Mày chính có thể nói là một người rất là yêu thương người già trẻ nhỏ, đặc biệt là người già nha. À lão bá à, cái nơi này hẳn không phải là Thiên Kiếm Môn có đúng không? À không phải. Chỗ này của ta không chỉ có thể là toàn bộ hạch tâm của trận pháp, mà còn là điểm cuối cùng của toàn bộ trận pháp. Vị trí này đúng là thoát ly ở bên ngoài Thiên Kiếm Môn. Xem ra trước mắt vị này ta sớm nhìn rõ toàn bộ rồi. À, vậy là tốt rồi. À mà nói này lão bá, ông thích chơi cờ? À hiểu chút ít. Thế nhưng ở ngay dưới này là một bàn cờ thua mà. Rất là quyết đoán, thua là quân thắng đi, còn chần chờ mà giải cái gì nữa. Ôi người đây là có ý gì? Lão bá à, đừng có kích động. Tôi chỉ là nhìn thấy ông liền ngứa tay muốn chơi cùng ông một bàn cờ, mà nơi này lại có cờ. Mà đã đánh cờ muốn thì chúng ta cũng không thể nào chơi một bàn cờ thua đã định nhỉ. Chơi với thế thua không có chút tiếc ý nghĩa nào, cũng không bằng bắt đầu lại từ đầu cho thông khoái. Ông thấy cái đúng không? Chơi với thế thua không có ý nghĩa nào. À, hắn là đang muốn ám chỉ cái gì chứ? Não của anh London bộ nhớ cái có hai ghi thôi, không thể nào mà nắp tháp tu kiếp. Ở một bên khác, ở bên trong Thiên Kiếm Môn, nà đi càng cờ cùng với hộ sơn đại trận Thiên Kiếm Môn vậy mà bị hủy rồi. Ôi mau chạy đi, cả tòa sơn đã sắp sập rồi. Chẳng lẽ là ở chỗ lão tổ xuất hiện bị cố sao? Truyền thường vô số đời Thiên Kiếm Môn bây giờ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi sao? Lão bá, bắt đầu thôi. Mình đánh cờ là sánh ngang với thần. Kỹ năng này Ôi trời, đây là đại đạo chi lực. Tu sĩ tầm thường nếu như hiểu thấu đáo được võ ý, vậy thì nhờ vào đốn ngộ làm cho đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đại đạo chi lực lại là một loại cấp bậc khác, chỉ còn chạm vào một chút, nhưng phải khí vận và thần thì không chỉ đơn thuần là tăng cả thực lực, mà ngay cả tư chất của người cũng tăng lên. Nhưng mà muốn phá để thành tiền thì cũng cần loại lĩnh ngộ đầy đủ đại đạo chi lực. Từ xưa tới nay, toàn bộ tiền sông đại lục đã có ngàn vạn bồ đế có thể phá đế thành tiền, cũng chỉ thể đếm trên đầu ngón tay. Mọi ngày bốn phía của bàn cờ trước mắt khắp nơi đều ẩn chứa đại đạo chi lực. Có thể làm được điểm này thì chỉ có thể ở trên trời là tiên trên trời. Ôi Diệp Thiền Thắng ơi là Diệp Thiền Thắng, ngươi thực sự là một tên đầu hàng ria mà. Ây, để các bạn không phải là nghi cờ gì, mà là một thiên đẩy kỳ ngũ. Vậy thì để ta từ từ hạ ván cờ này cùng với vị đại năng này đi. Ôi quá thực là khéo đi. Bất luận là mình bố ra thế nào đi nữa thì ngài ấy cũng nhìn ra nước đi của mình à. Ôi, mà mỗi lần tưởng như chừng sắp tắt điện thì ngài ấy lại cố tình thả ra một con đường sống. Lão nhân này kỳ nghệ cũng được, cũng lâu rồi không có cảm giác tông khoái khi đánh cờ này như vậy. Hắn lại có thể cho mình thơm không ít kinh nghiệm đi. À, còn tí chút nữa là sánh ngang với thần rồi. Cái nhiều nước đi bị trùng cơ hoa rồi. Thắng được lão đầu này đối với mình mà nói thì không chút ý nghĩa nào. Hơn nữa dù sao thì cũng chỉ là một lão già, cho chút mặt mũi cũng vẫn là nên làm thôi. Cây này rõ ràng ấy có vô số cơ hội để có thể thắng ta. Nhưng mà nếu bây giờ nắm lấy cơ hội này, ta có thể lĩnh hội được một tia đại đạo chi lực. Cuộc đời tu tiên luyện ở tương lai sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió, không có chút bên cánh nào. Để rồi là bà, tôi cũng nên rời đi. Cứ cứ như vậy mà đi sao? Nhưng mà nếu như cậu nhồng muốn đi, mình cũng không ngăn được. Anh đúng rồi, là bà Hà. Làm sao để lên trên vậy? Chân núi Thiên Kiếm Môn, truyền thừa vô số năm của Thiên Kiếm Môn lại bị hủy đến như vậy. Thậm chí ta còn không hiểu cái motor gì đang xảy ra. Không tốt rồi một chú. Tất nhiên là ta biết rồi. Nó hoài. Không phải vậy mà Thiền Ma Tông, Phong Sơn Cúc, Suy Tí Sơn Tràng, Ngữ Kiếm Tộc, Lý Già cùng vô số gia tộc cũng công tới đây rồi. Hả? Cái gì? Ta không nghe rõ. Ôi trời ơi! Vãi! Cái chuyện gì đang xảy ra? Mấy vị, các người đây là ý gì? Còn cái ý với cái gì chứ? Thì cái một các người dám làm ra cái chuyện đái nghịch bất đạo như vậy, chính bản thân các người cũng không rõ sao? Hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?